Nhà đất Ngọc Hoa xin kính chào quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube bán nhà góp bán nhà cho mình của nhà đất Ngọc Hoa. Hôm nay nhà đất Ngọc Hoa lại tiếp tục gửi đến quý hàng một căn siêu phẩm nhà phố nằm ngay vị trí đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này có một diện tích đó là ngang 4, độ dài đó là 16 và được thiết kế đó là một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng phía sau. Với gia chủ thiết kế đó là tặng toàn bộ nội thất cho đến quý hàng này. Một căn siêu phẩm nhà phố được gia chủ thiết kế rất là tâm huyết nha, của mẫu nhà phố hiện đại của năm 2020. Một căn nhà phố được đúc rất là kiên cố và chắc chắn và mới nha quý hàng. Với gia chủ thiết kế đó là một gara xe hơi này, một phòng khách, một phòng bếp và 4 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh. Rồi, bây giờ em sẽ mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển vào phía bên trong, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Và ngay khi bước vào bên trong đây thì ở phía ngoài đây thì chúng ta có một khoảng sân. Gia chủ trừ cho chúng ta đó làm khu vực gara xe hơi. Và kết đến khu vực bên trong thì chúng ta có hệ thống trần thật cao, hệ thống đèn chiếu sáng. Ở bên tay trái quý hàng thì chúng ta có gia chủ thiết kế trang trí chúng ta những bức tranh rất là đẹp nha quý hàng ơi. Bây giờ em sẽ tiến vào khu vực bên trong, chúng ta cùng tham quan nha. Một căn siêu phẩm nhà phố thì gia chủ trang trí rất là đẹp và thiết kế đó là toàn bộ nội thất rồi. Và khi mua nhà thì gia chủ sẽ tặng lại cho quý hàng nha. Và căn nhà của chúng ta thì là có hướng Tây, Tây Nam phù hợp cho quý hàng phong thủy Tây Tứ Chặt nha. Ở đây là khu vực cầu thang này. Và sau khu vực đỗ gara xe hơi thì chúng ta có một nhà vệ sinh và nhà vệ sinh thôi. Nhà vệ sinh đây. Và đây là vòi rửa tay này, các thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ gia chủ lựa chọn đến cho căn nhà này nha. Và sau khu cầu thang thì chúng ta có một thang máy 450 kg, gia chủ đã thiết kế sẵn luôn nha. Đó. Và đây thì ngay khi bước lên thì chúng ta có một bậc tam cấp, gia chủ thiết kế rất là đẹp, thẳng lên khu vực phòng. Đây thì gia chủ thiết kế một phòng khách thì rất là hiện đại với những mẫu decor gia chủ thiết kế rất là đẹp. Chúng ta có một bộ ghế sofa ở đây. Đó. Kệ tivi thì gia chủ áp sát vào bên tay phải của khách hàng đây. Một không gian phòng khách thì rất là rộng rãi và tuyệt vời. Đây chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng gia chủ thiết kế rất là đẹp nha quý khách hàng. Và khi mua nhà thì gia chủ sẽ tặng lại cho quý hàng toàn bộ nội thất nha. Một căn siêu phẩm nhà phố kiến trúc mới của năm 2020. Đây thì không gian cuối nhà thì chúng ta có một không gian giếng trời, gia chủ thiết kế rất là đẹp. Rồi và bây giờ em sẽ mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực tầng lửng, chúng ta cùng tham quan khu vực phòng bếp nha. Rồi và bây giờ sẽ mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực lầu 1 của chúng ta nha. Ngay khi bước lên lầu 1 thì quý hàng có thể ý ở phía ngoài đây thì chúng ta có một thang máy gia chủ thiết kế ở giữa nhà. Đó, ở đây nha, gia chủ thiết kế ở đây. Rồi chúng ta cùng qua khu phòng ngủ phía trước này. Đây là khu phòng ngủ phía trước của chúng ta với gia chủ đã thiết kế rất là đẹp, trang trí toàn bộ nội thất. Đây thì chúng ta có một bộ giường này. Ở đây thì có một bàn làm việc gia chủ thiết kế sẵn rồi. Một căn siêu phẩm nhà phố gia chủ thiết kế toàn bộ nội thất. Khi mua nhà thì gia chủ sẽ tặng lại đến quý khách hàng nha. Đó, đây là khu vực phía trước gia chủ trừ chúng ta đó là khu vực ban công. Chúng ta có thể trồng cây tại không gian này nha.
một căn phòng ngủ do chủ thiết kế rất là đẹp. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên khu vực phía trước đây. Đây là nhà vệ sinh tại phòng ngủ đầu tiên của chúng ta. Đây là khu vực bồn rửa tay này. Đây là nhà vệ sinh. Ở đây thì chúng ta có một nhà tắm, nhà tắm nằm nhé. Đó, gia chủ thiết kế này, một căn siêu phẩm, thiết kế rất là đẹp nha quý hàng. Rồi bây giờ mình sẽ mời quý hàng cùng di chuyển lên phòng ngủ thứ hai tại khu vực phía sau chúng ta cùng tham quan nha. Đây là khu vực phòng ngủ thứ hai với trang thiết kế và thiết bị, đó là toàn bộ nội thất luôn nha quý hàng. Đây thì chúng ta có giường này, tủ quần áo. Phía sau thì chúng ta có nhà vệ sinh và không gian nhà tắm đứng. Ở phía sau thì chúng ta có không gian giếng trời ở đây. Và bây giờ em sẽ mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực lầu hai, chúng ta cùng tham quan phòng ngủ thứ ba và phòng ngủ thứ bốn này. Và đây là khu vực phòng ngủ thứ ba, một phòng ngủ phía trước. Đây là khu vực phòng ngủ thứ ba của chúng ta này. Tại đây thì cũng đầy đủ nội thất luôn nha quý hàng. Nếu khách hàng đang tìm một căn nhà phố, một căn siêu phẩm hiện đại có một diện tích ngang 4 độ dài là 16 thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa nha. Một căn siêu phẩm này thì nói chung là gia chủ thiết kế rất là mới của làng kiến trúc của Gò Vấp. Đây thì gia chủ mỗi năm mỗi siêu phẩm, và mỗi siêu phẩm này lên thì gia chủ bán rất là nhanh nha quý khách hàng. Khách hàng để ý này, tại Gò Vấp thì mỗi căn nhà đẹp thì do anh kiến trúc sư này thiết kế rất là đẹp với quý hàng. Hầu như là anh ra căn nào thì anh bán luôn căn đó. Và đây là khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm tại phòng ngủ thứ ba của chúng ta nha. Đây là nhà bồn rửa tay và nhà vệ sinh. Và đây là khu vực vòi tắm này, bồn tắm, đứng tắm nằm. Rồi chúng ta cùng di chuyển ra khu vực phòng ngủ phía sau chúng ta cùng tham quan nha. Đây là phòng ngủ thứ 4 của chúng ta. Thì chúng ta có kệ tivi này, phòng ngủ này, có trang thiết bị, đó là toàn bộ nội thất. Và các thương hiệu thì rất là nổi tiếng gia chủ chọn để gửi đến quý hàng. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Phía sau thì chúng ta rất là thông thoáng. Chúng ta có không gian giếng trời thì gia chủ đã ăn lấy ánh sáng, thì lót chúng ta một tấm kính này chiếu sáng thẳng vào khu phòng tắm. Rồi và bây giờ em sẽ mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực sân thượng, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Và đây khu vực sân thượng nha quý hàng. Đó, ngay khi bước lên thì chúng ta có khu vực sân thượng phía trước này. Và cùng tạm qua đi, chúng ta cùng quay ra khu vực sân thượng phía sau trước nha. Thì ngay khi bước lên đây thì chúng ta có một bậc tam cấp đi lên. Đó, đây là khu vực sân thượng phía sau. Chúng ta có khu vực sân thượng này, gia chủ trồng cây chúng ta này. Tại đây thì chúng ta có thể làm khu vực sân thượng, chúng ta có thể phơi quần áo để máy giặt tại không gian này nha. Đây thì chúng ta có một bức tranh này, gia chủ trang trí sẵn. Một căn siêu phẩm nhà phố có một diện tích đó là ngang 4, độ dài đó là 16. Gia chủ đang chào bán với giá đó là 9.250.000.000 đồng thôi, giá này thì đang còn thương lượng nha. Đây là khu vực giếng trời bên hông nhà của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta cùng di chuyển ra khu vực sân thượng phía trước chúng ta cùng tham quan nha. Đây là khu vực sân thượng phía trước này quý hàng ơi. Đó, đây thì chúng ta có khu vực sân thượng phía trước,
Gia chủ thiết kế đó toàn cây xanh và lót cỏ nhân tạo cho chúng ta. Và đây thì chúng ta có một bộ bàn game mây gia chủ trang trí sẵn rồi nhé. Đó, đây là khu vực sân thượng này. Gia chủ thiết kế rất là đẹp và rất là lộng lẫy. Đây là khu vực đường của chúng ta, trước nhà của chúng ta, một khu nhà phố rất là an ninh. Rồi, ở đây thì chúng ta toàn là khu biệt thự VIP tại phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha quý khách hàng. Và em cũng xin nhắc lại, căn nhà này có một diện tích đó là ngang 4, độ dài đó là 16 và được thiết kế đó là một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng trước sau. Gia chủ đang chào bán với giá đó là 9.250.000.000 thôi. Giá này thì đang còn thương lượng để quyết hàng thiện chí nha. Nếu quyết hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa nha. Và nhà đất Ngọc Hoa cũng xin kính chào quyết hàng và hẹn gặp lại quyết hàng một video khác nha.